Xin chào anh chị nhà đầu tư. Nối tiếp hai cái video trước đó hướng dẫn về cách thức tiếp cận thị trường dựa vào phân tích kỹ thuật. Thì ngày hôm nay Linh sẽ tiếp tục giới thiệu đến anh chị một cái video tiếp theo để xác định cái tín hiệu vào lệnh mua hay là lệnh bán cổ phiếu. Thì đây là một trong những cái phần mà nó rất quan trọng trong cái chuỗi video này. Bởi vì sao? Bởi vì có rất nhiều anh chị có đặt câu hỏi ở trong trong fanpage là nên mua cổ phiếu này ở vùng giá nào hay là khi nào nên bán cổ phiếu này. Thì cái video này nó sẽ giúp anh chị trả lời được được các câu hỏi đó. Thì để những anh chị mới tham gia cái mới xem cái video này có thể nắm được từ đầu đến đến hiện tại, thì Linh sẽ điểm qua lại cái diễn biến hay là điểm qua lại cái nội dung chính của hai cái video trước. Thì khi mà chúng ta tiếp cận thị trường theo phân tích kỹ thuật thì chúng ta cần làm rõ được ba cái yếu tố sau. Yếu tố thứ nhất là về cấu trúc thị trường. Yếu tố thứ hai là chúng ta sẽ xác định được cái vùng mua vào tiềm năng. Và cái thứ ba là chúng ta sẽ xác định cái tín hiệu để chúng ta vào lệnh. Xác định tín hiệu để vào lệnh này nó chính là việc mà chúng ta phân tích cái nến, phân tích cái tín hiệu từ phát đi từ những cái nến giao dịch và khối lượng giao dịch để chúng ta xác định được cái thời điểm nào chúng ta có thể mua vào và chúng ta sẽ mua với mức giá như thế nào. Điểm qua lại một chút về cái cấu trúc thị trường. Thì như anh chị thấy trong slide này thì thị trường của chúng ta thường sẽ có ba cái giai đoạn chính. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn uptrend, tức là trong thị trường trong một cái xuống tăng giá. Giai đoạn thứ hai là trong thị trường trong giai đoạn sideways, hay nói khác là thị trường không có xu hướng. Và cái thứ ba là thị trường trong downtrend, tức là thị trường trong xuống giảm. Thì nếu mà nhìn về cái cấu trúc thị trường này thì để anh chị có thể thấy rõ hơn thì Linh sẽ lấy ví dụ về chính cái chỉ số VN Index của chúng ta trong cái giai đoạn này. Đây thì anh chị thấy rằng là chỉ số VN Index của chúng ta trong một cái xuống tăng rất là mạnh từ cái thì chính cái giai đoạn là khoảng tầm tháng 9 tháng 10 năm 2020 cho đến thời điểm cuối tháng 6 năm 2021 là chúng ta trong một cái giai đoạn tăng giá rất là mạnh. Đây. Đó, tăng giá rất là mạnh trong này. Tuy nhiên thì đến từ giai đoạn từ mùng 1 tháng 7 cho đến thời điểm hiện tại đây thì thị trường của chúng ta đang trong cái giai đoạn sideways, hay nói cách khác là không có xu hướng. Đó. Thì khi chúng ta nhìn nhận được cái cấu trúc của thị trường như thế này thì chúng ta sẽ điều chỉnh được những cái hành vi của mình, tức là điều chỉnh được những cái chiến lược khi chúng ta tham gia thị trường. Bởi vì rõ ràng nếu mà trong thị trường của chúng ta trong cái giai đoạn mà cái xu hướng tăng rất rõ ràng từ giai đoạn từ đầu từ khoảng giữa 2020 đến thời điểm tại đến đầu đến khoảng tầm tháng 6 2021 thì rõ ràng khi thời điểm đấy chúng ta hoàn toàn có thể tự tin chúng ta tham gia vào thị trường một cách nó rất là mạnh mẽ, thậm chí chúng ta có thể sử dụng margin để chúng ta tối ưu hóa cái lợi nhuận kiếm được ở trên thị trường. Còn trong cái giai đoạn mà thị trường không có cái xu hướng rõ ràng từ mùa tháng 7 đến thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng phải cân đối cái tỷ trọng danh mục của mình theo hướng là chúng ta sẽ giảm bớt cái sự hiện diện của mình trên thị trường bằng cách là chúng ta giảm cái tỷ trọng cổ phiếu vào trên tài khoản và tuyệt đối là hạn chế sử dụng cái margin ở cái thời điểm này do là thị trường chưa rõ xu hướng. Và nếu chúng ta tham gia vùng này chúng ta sẽ có một cảm giác là cực kỳ là khó chịu hay là cực kỳ là mệt mỏi trong cái hoạt động giao dịch trong ngắn hạn. Trong khi đó nếu mà chúng ta giao dịch ở trong một cái giai đoạn thị trường trong một cái xuống tăng rõ ấy, thì anh chị thấy rằng là mình cứ mua cổ phiếu gần như là sẽ có lợi nhuận, thậm chí có những cổ phiếu chúng ta mua và 3 ngày sau cùng về tài khoản là chúng ta đã có khoảng tầm 15-20% lợi nhuận rồi, tức là 3 đến 2 đến 3 phiên trần liên tiếp. Thì đó là cái giai đoạn mà rất rất tốt để chúng ta có thể tham gia thị trường một cách mạnh mẽ. Tuy nhiên thời điểm này là cái thời điểm mà chúng ta nên hạn chế giao dịch ở thời điểm này. Thì đó là cái chia sẻ về cái cấu trúc thị trường để chúng ta có thể nắm rõ về cái này. Thì tiếp theo Linh sẽ đi vào cái phần sau khi chúng ta đã xác định được cái cấu trúc của thị trường rồi. Đây.
tức là cấu trúc trong một cái xuống tăng, chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là chúng ta sẽ thấy những cái đáy sau cao hơn đáy trước, cái đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Còn trong cái giai đoạn sideways, chúng ta sẽ thấy rằng là thị trường hay cổ phiếu không thiết lập được những đỉnh sau, đỉnh cao hơn và cái đáy cao hơn. Còn trong trường hợp ngược lại, trong trường hợp downtrend, chúng ta sẽ thấy rằng những cái đỉnh sau, đáy sau nó thấp dần. Đó thì đó là cái yếu tố để chúng ta có thể nhận diện ra là thị trường hay cổ phiếu đang trong cái giai đoạn nào, và tốt nhất chúng ta chỉ tham gia thị trường trong cái giai đoạn là thị trường uptrend này thôi. Còn trong giai đoạn sideways, trong giai đoạn là downtrend này thì tốt nhất chúng ta nên tránh. Đó là những cái rút ra trong cái giao dịch ngắn hạn khi mà chúng ta nhìn nhận về yếu tố về cấu trúc thị trường. Rất nhiều anh chị mà khi tham gia cổ phiếu ấy, mua vào cổ phiếu ấy, sau đó có đặt câu hỏi là tại sao mua vào cổ phiếu này mà lại không tăng, trong khi đó các cổ phiếu khác trên thị trường lại tăng. Chúng ta chứng kiến rất rất nhiều các cổ phiếu trong giai đoạn vừa rồi tăng mạnh, ví dụ như là nhóm cảng biển này, nhóm phân bón này, hay rồi nhóm đầu tư công có tăng rất là mạnh, đúng không ạ? Trong khi các cổ phiếu khác của nhóm ngân hàng chẳng hạn thì nó gần như là không tăng. Bởi vì sao? Vì các cổ phiếu cảng biển, các cổ phiếu phân bón này, hay các cổ phiếu về đầu tư công thì đều đang trong một cái xuống tăng rất là mạnh. Còn các cổ phiếu ngân hàng thì đến thời điểm hiện tại hầu như là đều trong giai đoạn sideways. Chính vì thế mà cái nhóm ngân hàng nó không tăng trong giai đoạn vừa rồi, cộng thêm cái việc là cái giao dịch của nhóm ngân hàng nó rất là trầm lắng, thể hiện qua khối lượng giao dịch nó rất là thấp. Thì đó là lý do giải thích tại sao này nhóm đó này lại không hút được dòng tiền trong thời gian vừa qua. Đó thì đó là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng trước khi chúng ta xem xét tham gia thị trường, đó là cái yếu tố về mặt xu hướng. Chúng ta chỉ tham gia thị trường khi mà hay cổ phiếu khi mà cổ phiếu đang trong một cái xu hướng tăng giá. Đó đó là cái yếu tố quan trọng đầu tiên. Nếu mà anh chị cân nhắc yếu tố này thì anh chị sẽ lựa chọn cổ phiếu tốt hơn rất nhiều. Chúng ta sẽ tránh vào những cổ phiếu đang trong downtrend, hay tránh cổ vào cổ phiếu đang sideways. Thì từ đó là cái lợi suất từ việc đầu tư của anh chị nó sẽ được cải thiện rất nhiều. Tiếp theo chúng ta sẽ vào cái phần xác định vùng mua vào tiềm năng này. Thì trong đó khi mà chúng ta cân nhắc cái vùng mua vào tiềm năng này thì có hai khái niệm mà chúng ta cần nắm được, đó là các vùng kháng cự và vùng hỗ trợ. Các chị có thể nhìn thấy trong cái slide này, đúng không? Cái vùng hỗ trợ và vùng kháng cự nó được gọi là hai cái vùng mà ở đó nó có sự chênh lệch mặt cung cầu, và nó khiến cho cái giá cổ phiếu nó có nhiều khả năng nó sẽ có cái sự đảo chiều. Ví dụ khi mà cổ phiếu điều chỉnh về lại vùng hỗ trợ thì nó thường thường nó sẽ có xu hướng nó bật tăng trở lại, do tại cái vùng này có rất nhiều người đang chờ mua ở vùng giá này, thế nên rằng là nó sẽ đẩy cái giá cổ phiếu bật tăng trở lại. Còn trong trường hợp ngược lại, khi giá tăng chạm cái vùng kháng cự này này thì cứ có rất nhiều cái lực bán họ 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 trực chờ ở đây để họ bán, và khi đó họ sẽ bán để họ đẩy khiến cho cái giá cổ phiếu nó giảm ngược trở lại. Đó thì nhìn vào đây để chúng ta hiểu được rằng là cái vùng kháng cự và cái vùng hỗ trợ này là hai cái mà chúng ta cũng cần phải phải nắm được sau cái yếu tố về mặt xu hướng. Bởi vì sao? Bởi vì là nếu chúng ta cố gắng chúng ta mua ấy, ở gần cái ngưỡng hỗ trợ này thì chúng ta sẽ rất có lợi thế. Thứ nhất là gì? Lợi thế thứ nhất là nếu chúng ta có sai ở đây thì chúng ta cắt lỗ nó khá là thấp, khá gần, tức là cái tỷ lệ mà thua lỗ của chúng ta nó cũng sẽ là khá là thấp. Cái thứ hai là cái lợi nhuận kỳ vọng của chúng ta lên cái vùng này nó cũng khá là lớn, nó khiến cho cái tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro của cái lệnh mua đó ấy, nó khá là cao. Cái đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái kháng cự này này nó cũng sẽ cung cấp cho anh chị những cái vùng, cái target, là cái vùng bán ra tiềm năng, là cái vùng mà rất nhiều anh chị có hỏi rằng là cổ phiếu này nên bán ở vùng giá nào. Thì chúng ta xác khi mà chúng ta xác định được cái vùng kháng cự này thì chúng ta sẽ xác định được cái giá mục tiêu mà chúng ta có thể cân nhắc chúng ta bán ra khi chúng ta mua vào cổ phiếu đó. Đó thì được kháng cự và hỗ trợ là hai cái thuật ngữ cũng khá quan trọng trong phần kỹ thuật mà anh chị cần phải nắm được. Chúng ta cần phải hiểu được cái ý nghĩa của cái này, của hai cái khái niệm này. Và chia sẻ thêm một chút là cái kháng cự và hỗ trợ ở đây chúng ta sẽ nhìn nó là một vùng nha anh chị nhé. Ví dụ hỗ trợ nó là một vùng, ví dụ từ 40 đến 40.5 chẳng hạn, nó là một vùng chứ nó không phải là một cái mức giá cố định. Bởi sao? Bởi vì là khi mà chạm cái vùng hỗ trợ này này thông thường nó sẽ có cái sự tạm thời gọi là nó vỡ vùng này, sau đó nó kéo tăng trở lại, thì đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Hay cả kháng cự cũng thế, nó trồi lên một chút sau đó nó lại giảm ngược trở lại cái vùng kháng cự này.
Thế nên chúng ta nhìn nhận cái vùng hỗ trợ và kháng cự nó là một cái vùng giá. Còn là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà chúng ta mua vào cái vùng hỗ trợ này thì chúng ta phải chờ một cái tín hiệu xác nhận của giá trước khi chúng ta mua vào. Bởi vì sao? Bởi vì nếu chúng ta cứ đặt một cái lệnh mua ở cái vùng hỗ trợ này thì nó sẽ có một cái xác suất xảy ra là nó vỡ thẳng luôn, tức là nó vỡ vỡ luôn cái vùng hỗ trợ này mà nó giảm. Thì khi đấy cái rủi ro của chúng ta là chúng ta sẽ gặp thua lỗ. Cái thứ hai là chúng ta chỉ mua ở đây, sau đó nó phá vỡ giảm xuống dưới này, sau đó nó bật tăng trở lại thì chúng ta cũng bị dính cái lệnh cắt lỗ của chúng ta. Do đó chúng ta phải chờ một cái tín hiệu nó xác nhận. Xác nhận nghĩa là gì? Nghĩa là thị trường nó cho chúng ta thấy rằng là thị trường đang tôn trọng cái ngưỡng hỗ trợ này, và bên mua và bên bán cũng đang cho chúng ta thấy điều đấy. Tức là khi mà chạm ngưỡng hỗ trợ này, bên mua dần dần chiếm cái quyền kiểm soát và đẩy giá tăng trở lại, thì đó mới là cái thời điểm chúng ta cân nhắc chúng ta mua vào. Còn trong trường hợp ngược lại, khi mà giá cổ phiếu chạm cái ngưỡng kháng cự thì không nhất thiết chúng ta sẽ bán ra ngay khi mà cổ phiếu nó chạm ngưỡng kháng cự đó, mà chúng ta sẽ chờ cái tín hiệu diễn biến giá tại cái vùng kháng cự này để chúng ta có thể cân nhắc chúng ta bán ra hay chúng ta tiếp tục chúng ta nắm giữ. Thì tí nữa chúng ta sẽ phân tích cái nến, các nến ở cái vùng kháng cự hỗ trợ này để chúng ta biết là khi nào chúng ta mua và khi nào chúng ta nên bán cổ phiếu. Đây, hôm nay trong cái video hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung vào cái phần tín hiệu để chúng ta mua vào cổ phiếu. Thì khi mà chúng ta mua vào cổ phiếu ấy, thì chúng ta cần thỏa mãn ba yếu tố sau. Thứ nhất là chúng ta phải nhìn thấy một cái lực bán, lực của phe bán yếu dần. Tức là khi mà cổ phiếu nó điều chỉnh lại về các vùng hỗ trợ ấy, thì chúng ta sẽ phải nhìn thấy cái lực phe bán yếu dần đi. Cái thứ hai là chúng ta nhìn thấy có một cái sự tranh chấp của bên mua và bên bán. Và cuối cùng chúng ta sẽ thấy một cái thứ ba là cái xác nhận tiếp diễn xu hướng, tức là bên mua họ hoàn toàn họ chiếm ưu thế và họ đẩy giá tăng trở lại. Thì đó chính là cái thời điểm mà chúng ta mua vào cổ phiếu. Thì Linh sẽ giải thích cụ thể cho anh chị trong một cái cụ thể của một cổ phiếu luôn, để chúng ta có thể nhìn thấy rõ ba cái yếu tố này, ba cái giai đoạn này. Đây, ví dụ như là một cổ phiếu mà trước đó Linh đã khuyến nghị anh chị VSET, chúng ta sẽ thấy cổ phiếu VSET như nào. Đây, trước tiên khi mà nhìn vào cổ phiếu VSET này thì chúng ta sẽ thấy là các vùng hỗ trợ. Đây chúng ta thấy đây là vùng hỗ trợ này. Bởi vì sao là vùng hỗ trợ? Vì sau đó là cổ phiếu nó điều chỉnh bật tăng trở lại, thì đây là vùng hỗ trợ này. Tiếp theo đây là vùng hỗ trợ này, và đây là vùng kháng cự ngắn hạn của cổ phiếu. Thì chúng ta hoàn toàn, nếu mà chúng ta mua cổ phiếu VZ, chúng ta có thể đặt cái vùng giá này là cái vùng giá chốt lời của cổ phiếu trong ngắn hạn. Thì đó là ý nghĩa của việc chúng ta xác định các ngưỡng kháng cự. Ở đây là tại sao hôm trước Linh có khuyến nghị anh chị mua vào cây này, đúng rồi, cây này tức là ngay đầu phiên ở cây này, tức là giá 125-126 cây này, và sau đó cổ phiếu tăng mạnh trở lại. Thì tại sao lại mua hướng này? Thì thứ nhất chúng ta xác định về tín hiệu, thì chúng ta thấy rằng là trước đấy cổ phiếu đã có một cái vùng đỉnh này, vùng kháng cự này, và sau đó cổ phiếu đã vượt qua vùng này bằng một cái nến nó rất là mạnh vượt qua. Thì khi đó cái vùng kháng cự này này trước đó này nó sẽ là thành những hỗ trợ mới của cổ phiếu này. Và chúng ta thấy là trong cái phiên mà cổ phiếu điều chỉnh này điều chỉnh lại trên đây, anh chị thấy rằng là khi mà chạm lại cái vùng hỗ trợ này, nó là vùng hỗ trợ mới nhá, thì chúng ta thấy những cái nến rút chân đây, cái nến này và cái nến này, ba cái nến rút chân rất mạnh ở vùng giá này. Thì chúng ta nhìn vào ba cái nến rút chân thì chúng ta thấy được gì? Thứ nhất, chúng ta thấy rằng là sau khi cổ phiếu đã lên đến vùng giá 130 này, cổ phiếu bị bán ngược trở lại đây. Sẽ tạo thành xóa cái này đi để cho nó dễ nhìn, cho to màn hình lên chút. Đây, chúng ta thấy rằng là bán ngược trở lại đây, đúng không? Thì cây nến đầu tiên này, cây nến bán này, chúng ta thấy nó gì? Thứ nhất thì nó bị bán, cây nến này là giảm 1,4%. Và nó là một cái nến đặc thân. Đặc thân tức là gì? Tức là bên bán họ hoàn toàn họ chiếm ưu thế và họ đẩy cái giá về thấp nhất phiên. Đó, thì tiếp theo của cây nến này sang một cây nến tiếp theo là chúng ta thấy là cái lực bán nó vẫn là khá là mạnh khi mà phiên ngày hôm đó Vietjet giảm 1,7%. Và cái thân nến là một cái thân nến tiếp tục là cái thân nến khá là dài, khá là lớn. Đó thì cho thấy rằng là
cái bên bán họ tiếp tục họ chiếm ưu thế. Tuy nhiên thì nếu chúng ta nhìn vào cây nến này và cây nến này, chúng ta sẽ thấy có một cái điều tích cực một chút, đó là cái gì? Đó là chúng ta nhìn thấy cây nến nhà này này, chúng ta có một cái bức dưới của cây nến này. Thì bức nến dưới cây nến này nó có ý nghĩa gì? Nó có ý nghĩa rằng là trong tại cái thời điểm của phiên ngày mùng 1, phiên này này, giá cổ phiếu tức là bên bán họ đã chiếm ưu thế và họ họ đã có thời điểm họ bán tận về cái mức giá thấp nhất phiên của cây này, thấp nhất ở vùng giá này, tức là thấp nhất ở có cây nến này, tức là đã có từ thời điểm họ bán về tận cái giá 125. Đây cây này bán về giá 125. Tuy nhiên thì lực cầu xuất hiện, lực cầu đã xuất hiện, tức là bên mua đã xuất hiện và đẩy cái giá đóng cửa, đẩy cái giá trở lại, và phiên ngày hôm đó chúng ta đóng cửa một giá 125.8. Tức là chúng ta đâu đó ở phiên này này, chúng ta đã nhìn thấy có cái sự tham gia của bên cầu, tức là bên mua rồi. Tuy nhiên thì bên bán vẫn tiếp tục chiếm ưu thế và đẩy cái giá chúng ta giảm. Đó thì nhìn hai cái nến này thì chúng ta thấy rằng là bên bán họ vẫn tiếp tục họ chiếm ưu thế và chúng ta mới chỉ nhìn thấy một phần tham gia của bên mua thôi và bên mua chưa chiếm ưu thế. Đó. Tiếp theo chúng ta nhìn sang cái cây nến này. Thì chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy rằng là thứ nhất là cái thân nến nó bắt đầu đã nhỏ lại dần lại. Thân nến nó bây giờ như cây nến này chúng ta chỉ còn giảm lại có 9,9% thôi. Và chúng ta đã nhìn thấy những cái bước dưới của nến này này, nó xuất hiện dài hơn. Cho thấy rằng là cái vùng này đang là cái vùng bắt đầu có cái sự gọi là giảm dần của cái lực bán, lực của phe bán nó giảm dần thông qua cây nến này. Đây tiếp theo cây nến này chúng ta thấy bây giờ mức giảm nó chỉ còn lại 0,6% rồi. Và cái thân nến nó đã nhỏ dần, thay vì những cái thân nến to như này, thân nến bắt đầu đã nhỏ dần. Đó. Thì chúng ta thấy rằng bên bán họ đang lực bán họ đang yếu dần. Và sang ba cây nến này. Đây anh chị để ý ba cây nến này. Ba cây nến này nó xuất hiện tại cái vùng 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 hỗ trợ nhé. Vùng hỗ trợ tức là cái vùng trước đó nó đã từng tạo đỉnh giảm, sau đó nó vượt qua. Thì đây là vùng hỗ trợ mới của cổ phiếu. Thì chúng ta thấy điều gì? Chúng ta thấy những cái cây nến này này giảm 0,6%. Và một điều cực kỳ chú ý là chúng ta thấy cái thân dưới, cái gọi là cái bấc dưới của nến này này, nó khá là dài. Gần như nó gấp đôi cái thân này, gấp đôi, gấp rưỡi cái thân nến này này. Cho thấy điều gì? Chúng ta nhìn vào cái nến này, chúng ta phân tích về nến ấy, chúng ta sẽ thấy là tại cái thời điểm phiên giao dịch ngày này đã có cái thời điểm ấy, bên bán họ bán cái giá cổ phiếu xuống tận cái mức một giá 122. Họ đẩy cái giá bán xuống tận giá 122. Tuy nhiên thì bên mua đã tham gia vào một cách rất là mạnh mẽ. Bên mua đã tham gia một cách rất mạnh mẽ và đẩy cái giá cổ phiếu nó tăng ngược trở lại. Đây chúng ta thấy đẩy giá cổ phiếu tăng lại và giúp giá 123.5. Và có một cái bấc dưới của nến này nó khá là lớn này. Thì cây nến này đã cho chúng ta thấy được có một cái sự tranh chấp của bên mua và bên bán rất rõ ở cây nến này. Đây cây nến này là cái nến mà bên mua với bán họ đã có sự tranh chấp và bên mua đã thể hiện một cái sức mạnh của mình rõ rệt hơn rất nhiều so với các phiên trước đó. Những các phiên trên này chúng ta thấy là bên mua đã có sự trong phiên đã có gia nhập vào. Tuy nhiên thì bên bán họ vẫn tiếp tục chiếm ưu thế bằng cái việc là chúng ta nhìn là bên cái bấc dưới của nến này này. Đúng không ạ? Cây này bấc dưới của nến nó khá là dài. Cho thấy bên mua họ đã tiếp tục họ tham gia mạnh hơn vào thị trường, đặc biệt ở vai trò ở cái vùng hỗ trợ rất quan trọng của cổ phiếu này. Đây sang cây nến này chúng ta thấy gì? Cây nến này chúng ta chỉ còn lại giảm 0,2% thôi. Và cái bấc dưới của nến này tiếp tục rất là dài. Tiếp tục rất là dài cho thấy là cái sự giằng co rất là mạnh của bên mua và bên bán. Và bên mua tiếp tục chiếm ưu thế khi mà đã đẩy cái giá cổ phiếu từng có cái thời điểm thấp nhất là giá 121.5 và tăng trở lại 123.5 và đóng cửa 123.5. Thì đây là một cái nến mà cho thấy rằng là bên mua là đang bắt đầu dần chiếm ưu thế trở lại. Đây và sang cái nến này là cái nến mà chúng ta thấy là cái nến xăng tăng giá. Cái thân cái bước dưới của nến rất là dài. Bước dưới rất là dài. Cho thấy là bên mua họ đã tiếp tục họ nhảy vào để họ đẩy cái giá tăng trở lại sau khi mà bên bán cố gắng bán cổ phiếu về lại cái vùng giá 122 và cây nến này tiếp tục thất bại khi mà bên mua họ nhảy vào để họ đẩy giá tăng trở lại.
Đó thì chúng ta nhìn thấy gì? Chúng ta sẽ nhìn thấy hai giai đoạn này. Giai đoạn thứ nhất là chúng ta nhìn thấy giai đoạn bên bán họ 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 cái lực bán họ giảm dần thông qua cái việc các thân nến đấy này, các thân nến nó nhỏ dần, đúng không ạ? Và đến cái điểm đây, ba cái phiên này chúng ta thấy rằng là có cái sự tranh chấp của bên mua và bên bán, trong đó cả ba cái nến này có một cái bước dưới của nến nó rất là dài, thậm chí nó dài gấp gấp rưỡi gấp đôi so với cái thân nến này, cho thấy rằng là đây là cái vùng tranh chấp của bên mua và bên bán, và bên mua đang dần chiếm ưu thế, dần ưu thế chiếm ưu thế trở lại khi mà đã có nhiều lần trong phiên cổ phiếu bị bên bán họ bán ngược, họ bán cái cổ phiếu này về tận giá 122. Tuy nhiên bên mua họ đã gia nhập mạnh mẽ hơn, họ đẩy giá cổ phiếu tăng trở lại. Đây là ba cái nến này, ba cái nến cho thấy cái sự cái tranh chấp của bên mua và bên bán, và cái nến này chính thức là cái nến mà xác nhận bên mua họ hoàn toàn họ chiếm ưu thế, họ chiếm ưu thế và họ đẩy cái giá tăng trở lại. Khi mà chúng ta nhìn một cái nến là gì, chúng ta nhìn một cái nến là tăng, cái nến tăng 1,1%, tăng vượt qua những cái cụm của cái nến này, vượt qua hết những cái điểm cao nhất của cái nến này, đây, đây cái vùng này, đó. Thì đây chính là một cái nến xác nhận cho chúng ta thấy là bên bên mua đã hoàn toàn chiếm ưu thế và đẩy giá tăng trở lại. Chính vì thế là hôm sau thì Linh mới khuyến nghị anh chị mua ngay trên điểm này, là cách cái điểm cao nhất của cây nến này. Tức là hôm đó cây nến này đóng cửa cao nhất 125.2, thì hôm đó Linh có khuyến nghị anh chị mua vào cổ phiếu này trong vùng giá 125 đến 126, và cái lệnh mua của chúng ta được khớp ở cây này. Và đến thời điểm hiện tại thì cái lệnh này vẫn đang có lợi nhuận, vẫn đang cho chúng ta có lợi nhuận. Thì điều này cho thấy rằng là khi mà chúng ta phân tích được cái diễn biến giá của cổ phiếu ấy tại cái vùng hỗ trợ này này, để chúng ta tìm cái điểm chúng ta mua vào ấy, thì chúng ta sẽ có rất nhiều lợi thế, đúng không ạ? Và cái giá mà chúng ta mua vào nó cũng sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều so với những trường hợp chúng ta mua vào những cái vùng giá cao hơn này, bởi vì khi đó cái rủi ro của chúng ta nó lớn hơn dần rồi. Bởi vì khi mà anh chị mua ở cây này này, tức là quanh vùng giá này 125 này, thì chúng ta hoàn toàn có thể đặt cắt lỗ nếu mà giá ở dưới vùng này, dưới vùng giá này, dưới cái cây nến này, này. Thì khi đó cái rủi ro của chúng ta nó chỉ đâu đó khoảng tầm 120, 121, thì đâu đó giá của chúng ta chỉ tầm 3 đến 4 giá thôi, 4 giá thôi. 4 giá so với giá 125, 125 thì nó chỉ đâu đó khoảng tầm hơn 3%. Trong khi đó chúng ta kỳ vọng một cái lợi nhuận của chúng ta nằm ở 136 đến 138, tức là nó rơi vào khoảng tầm 10 cho đến 12 giá. Thì rõ ràng cái tỷ suất tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro của chúng ta nó đâu đó tầm 3 đến 4 lần. Nó là một cái mức cực kỳ là hấp dẫn. Thì đó là cái trong cái phần mà Linh trả lời các anh chị về các câu hỏi về điểm mua cổ phiếu ấy, thì Linh có rất hay dùng cái cụm từ là quan sát cái diễn biến giá tại cái vùng hỗ trợ này, để xem phản ứng giá tại vùng nào giá này như thế nào, để chúng ta xác định tiếp cái xu hướng tiếp theo của cổ phiếu. Thì trong cái video này Linh vừa giải thích cho anh chị rõ hơn cái thuật ngữ mà Linh có hay sử dụng để tư vấn cho anh chị, là chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu này nó thể hiện qua những cái nến này, để chúng ta xác định được cổ phiếu nó có giữ được vùng hỗ trợ này để nó tăng tiếp hay không, hay là cổ phiếu nó lại vỡ vùng này đó. Và chúng ta chỉ vào tham gia vào ấy, khi mà chúng ta thấy là giá nó phản ứng cái vùng hỗ trợ này và nó bật tăng trở lại, thì đó mới là tín hiệu chúng ta mua. Còn trường hợp mà nó không có sự phản ứng giá mà nó vỡ mạnh luôn ở vùng giá này này, nó vỡ luôn vùng hỗ trợ này, thì rõ ràng chúng ta sẽ không tham gia vào cái này nữa, bởi vì khi đó nó hoàn toàn nó có rủi ro nó về lại vùng giá dưới này cơ, đúng không ạ? Thì đó là cái ý nghĩa rất quan trọng của việc chúng ta phân tích được cái diễn biến giá của cổ phiếu tại cái vùng hỗ trợ này này, để chúng ta tìm cái điểm để chúng ta mua vào. Đó, ngược lại trong trường hợp mà chúng ta canh bán cổ phiếu tại các vùng kháng cự. Đây, ví dụ Linh thầy ví dụ cho anh chị một trường hợp này. À, vùng kháng cự đây, ví dụ KSB. KSB chúng ta thấy rằng là cổ phiếu đã có một cái vùng kháng cự rất mạnh ở đây. Tại sao lại gọi là vùng kháng cự? Khi mà một lần, hai lần, ba lần cổ phiếu chạm vùng này và bật giảm trở lại.
thì đây đang là một cái vùng kháng cự tạm thời trong ngắn hạn của cổ phiếu này. Đó, thì câu hỏi đặt ra là nếu mà chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu kênh KSB này thì chúng ta sẽ làm gì? Thì cũng giống như bên mua ấy, thì chúng ta khi mà giá nó tiệm cận cái vùng này này, chúng ta phải chờ xem cái diễn biến giá nó phản ứng như thế nào tại vùng giá này để chúng ta cân nhắc. Bởi vì có những trường hợp nó chỉ phản ứng một phần ở vùng giá này thôi, sau đó nó tiếp tục nó tăng trở lại, tiếp tục nó tăng. Và nếu chúng ta chỉ bán ra khi chúng ta đặt một cái lệnh bán ở vùng giá này thì chúng ta hoàn toàn có thể là bị mất, bỏ qua cơ hội mà cổ phiếu nó tăng tiếp, đúng không? Sau đó thì chúng ta sẽ cần phải chờ, chúng ta sẽ quan sát cái diễn biến giá giống hệt như cái vùng hỗ trợ, chúng ta quan sát cái diễn biến giá tại vùng kháng cự này đó. Ví dụ như những trường hợp này chúng ta thấy rằng là thứ nhất đầu tiên là cổ phiếu nó chạm vùng này bật giảm trở lại một lần này. Giảm trở lại, lần tiếp theo ở đây là cũng chạm ở đây sau đó giảm trở lại đây, và lần thứ ba là giảm ngược trở lại tiếp, tức là đang có 3 lần cổ phiếu nó bị từ chối giá ở vùng này rồi. Thì vùng này đang là cái vùng mà kháng cự ngắn hạn của cổ phiếu, mà cổ phiếu cần vượt qua nếu muốn tăng, nếu muốn tiếp tục tăng giá lên cấp mức cao hơn thì vùng này nó phải vượt qua vùng giá này. Đó, đó là cái thứ nhất. Thì câu hỏi đặt ra là chúng ta sẽ hành xử như thế nào nếu chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu này. Đây thì Linh sẽ chia sẻ cho anh chị cái cách này thì chúng ta có thể bán ra tại cái vùng kháng cự nhé. Giống như việc chúng ta mua vào vùng hỗ trợ, chúng ta sẽ canh có những cái bán ra vùng kháng cự. Thì giống như cái vùng hỗ trợ ấy, thì chúng ta khi mà cổ phiếu tiếp cận cái vùng kháng cự ấy, thì anh chị sẽ nhìn thấy thứ nhất là cái lực mua nó giảm dần, nó yếu dần. Lực mua yếu dần nó thể hiện qua các cây nến, cái thân nến này nó nhỏ dần. Ví dụ ở đây chúng ta thấy cái thân nến này nó đang tăng 2,7%, sang thân nến này nó chỉ còn lại 2,6% thôi, tức là đang cái lực của bên mua đã giảm dần rồi. Sang phiên này thì cổ phiếu bị giảm, cho thấy rằng là bên bán họ đã bắt đầu họ tham gia, họ bán ở vùng này rồi. Bởi sao, vì sao họ có cơ sở khi mà hai lần trước đó cổ phiếu chạm vùng này và đều bật giảm trở lại, sau đó cây nến này này là cây nến cho chúng ta thấy rằng là bên mua họ đã yếu dần, và cái thứ nhất. Cái thứ hai là bên bán họ bắt đầu họ đã gia nhập vào bán ở vùng giá này rồi, và họ đẩy cái giá cổ phiếu chúng ta giảm 1,7% đó. Thì sau cái nến này này thì chúng ta vẫn chưa có một chúng ta mới tạm thời chúng ta thấy rằng thứ nhất là bên mua họ ấy yếu dần, cái thứ hai là bên bán họ đã có sự họ họ đã xâm nhập, họ đã gia nhập vào trong phiên đó rồi. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn chưa nhìn thấy cái bên bán họ ấy hoàn toàn chiếm ưu thế để họ đẩy giá cổ phiếu đi xuống. Do đó chúng ta sau khi nến này, này sau khi nến giảm này, này chúng ta vẫn tiếp tục chúng ta chờ. Chúng ta chờ thông thường một cái điểm lý tưởng nhất để chúng ta bán là cái vùng vùng kháng cự là chúng ta sẽ nhìn thấy nhiều hơn một cái nến cho thấy cái tranh chấp của bên mua và bên bán ở cái vùng kháng cự, tức là ở cái địa điểm này chúng ta thấy mới chỉ một cái nến thôi, thì nó cũng chưa chưa cho chúng ta nhiều cái thông tin để xác nhận lắm, mà chúng ta sẽ chờ tốt thêm những cái nến. Ví dụ sang cái cây nến này chúng ta thấy điều gì, chúng ta thấy rằng là bên bán họ đã tiếp tục họ chiếm ưu thế rồi, đúng không ạ? Họ bắt đầu họ chiếm ưu thế rồi. Bởi vì sao? Bởi vì là họ đã đẩy cái giá cổ phiếu tại cái phiên này này nó giảm xuống dưới cái điểm thấp nhất của cái nến trước đó, nó đã đóng cửa dưới mức giá thấp nhất cái nến trước. Thì nếu trong trường hợp này nếu anh chị nào mà muốn bán ra thì chúng ta hoàn toàn có thể bán ra cái nến này, tức là chúng ta đặt một cái lệnh bán đấy nếu mà cái giá cổ phiếu nó giảm xuống dưới cái điểm thấp nhất ở cái nến này. Tại sao lại dưới thấp nhất cái nến này? Bởi vì là trong phiên cây này này bên bán đã từng có cái thời điểm bị họ đẩy cái giá cổ phiếu xuống cái tận cái mức mức thấp nhất này rồi, tức là đâu đó mức cả 100 mức 34,3 rồi, nhưng mà sau đó bên mua họ vẫn vẫn còn cái dư địa ở các phiên trước, họ đẩy cái giá tăng trở lại và đóng cửa ở cái mức giá 34,9 đó. Nhưng mà ngày hôm sau ấy, nếu mà cái bên bán họ tiếp tục họ họ thắng thế thì họ sẽ đẩy cái giá cổ phiếu xuống thấp hơn cái nến này, thấp hơn cái điểm thấp nhất cái nến này đó. Thì đó là một cái tín hiệu mà chúng ta có thể bán sớm tức là chúng ta sẽ bán ngày hôm sau, chúng ta sẽ bán nếu cái giá cổ phiếu nó giảm dưới cái vùng giá này, dưới cái vùng giá 34,3 này, thì sẽ là cái thời điểm chúng ta bán ra cổ phiếu này và sau đó cổ phiếu đã giảm trở lại. Thì đó là một cái mà chúng ta sẽ xác định là tín hiệu chúng ta bán ra cổ phiếu
khi mà cổ phiếu nó chạm các vùng kháng cự. Đây còn trong trường hợp đây trường hợp của gas thì nhìn vào trường hợp của gas chúng ta thấy gì, cũng giống như kia chúng ta ba vùng kháng cự này, vùng này đang là 1.96 đến 1.98 đang là một vùng kháng cự của gas. Rồi chúng ta thấy rằng đây chúng ta thấy là một cây nến đầu tiên là vùng gas tăng 5.7%, sang cây nến thứ hai chỉ còn lại 1.8%, và sang cây nến thứ ba chúng ta chỉ còn lại 0.2%. Thì cho chúng ta thấy điều gì? Cho chúng ta thấy rằng là cái lực mua nó đang yếu dần trong sau ba cái nến này. Đúng không ạ? Nhưng chúng ta chưa nhìn thấy một cái tín hiệu rõ ràng vào việc biên bán họ 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 chiếm ưu thế ở vùng giá này. Ở cây nến này này, chúng ta thấy có đã có thời điểm, từng có thời điểm bên mua họ đẩy cái giá cổ phiếu lên mức giá 98.4. Tuy nhiên, bên bán họ xâm nhập, họ gia nhập vào cây nến này và họ đẩy cái giá đóng cửa chúng ta còn lại còn có 96.8 thôi. Thì bên bán họ gia nhập ở cây nến này này thì hoàn toàn cũng có cơ sở khi trước đó đã có 2 đến 3 lần cổ phiếu chạm vùng này bật giảm trở lại. Nhưng mà ở cây nến này này chúng ta nhìn thấy chưa thấy rõ ràng cái lực cái sự gọi áp đảo của bên bán, mà chúng ta mới chỉ thấy nhìn thấy rằng là bên mua họ đang yếu dần và bên bán họ chưa chiếm ưu thế, cho nên chúng ta sẽ không tham gia gọi là không bán những cây này khi mà chúng ta chưa nhìn thấy cái tín hiệu đó. Và nếu chúng ta bán ra những cây nến sau chỉ một cây nến này này thì chúng ta đã mất một cái giai đoạn tăng rất mạnh của cổ phiếu này đó. Thì đó là cái tín hiệu tại sao chúng ta không nên bán khi mà cổ phiếu nó chạm ngay vùng kháng cự, mà chúng ta sẽ phải chờ cái diễn biến giá để cái giá này xác nhận xem là nó sẽ tiếp diễn xu hướng, tức là nó sẽ tiếp tục tăng giá, tăng lên trên nào hay là nó giảm tăng ngược trở lại. Thì câu hỏi đặt ra là cái tình thế thì nếu trong trường hợp này mà gas không tăng ấy thì nó giảm mà sau đó nó giảm trở lại thì chúng ta sẽ bán ra như thế nào? Đây chúng ta sẽ nhìn đây, sau hai cây nến mà chúng ta nhìn thấy cái nến này và cái nến này này, chúng ta thấy là đã có các bên bán đã có cái thời điểm tham gia bán cái nến này, đó là một cái tín hiệu đầu tiên. Cái tín hiệu thứ hai là sau cái phiên đó thì bên bán cũng đã có từng có thời điểm tham gia và bán cái cổ phiếu nó về một giá mức thấp nhất là 59.5.6. Đúng không ạ? Tuy nhiên thì cái cây nến đầu tiên này này, cái cây nến mà có cái thân nến mà có bấc trên nến rất dài này, cái bấc trên nến này cho thấy bên bán họ đã gia nhập này. Thì cây nến ngày thứ hai nó chưa vi phạm cái điểm thấp nhất của cây nến ngày hôm trước. Đây, chưa vi phạm cái nến ngày hôm trước. Đây, chưa vi phạm cái nến này. Điểm thấp nhất của cái nến này 95.3. Thì sang cây nến này này, chúng ta thấy điểm thấp nhất của cái nến này 95.6. Tức là bên bán có tham gia nhưng mà chưa không đủ mạnh để đẩy cái giá cổ phiếu xuống thấp hơn cái nến này. Do đó thì trong trường hợp mà nếu chúng ta che cái nến này đi, coi như chúng ta chưa có cái nến này, mà chúng ta đang trường hợp cái nến này, thì nếu anh chị nào đang có gas, nếu mà chúng ta muốn bán sớm thì chúng ta sẽ đặt một cái lệnh bán khi mà giá cổ phiếu nó vỡ cái vùng giá này, vỡ cái vùng giá 95.3, tức là chúng ta sẽ đặt mức bán là giá 95 này. Nếu giá cổ phiếu mà vỡ cái vùng giá 95 này, chúng ta phải cân nhắc chúng ta bán ra cổ phiếu này. Bởi vì khi đó hoàn toàn có khả năng cổ phiếu nó sẽ giảm lại về cái vùng giá này. Đó, thì đó là cái tín hiệu chúng ta bán ra. Còn trong trường hợp này, cổ phiếu nó gas này nó chưa vi phạm cái điểm này, chưa vi phạm cái điểm bán này, thì do chúng ta có cơ sở là tiếp tục là nắm giữ. Đó, thì đó là cái Linh phân tích cụ thể cho anh chị về cái diễn biến giá của cổ phiếu tại các vùng kháng cự, cái vùng hỗ trợ, để chúng ta có thể cân nhắc chúng ta biết là chúng ta khi nào chúng ta nên mua vào hay khi nào chúng ta bán ra. Ví dụ cổ phiếu nó chạm vùng hỗ trợ thì khi nào chúng ta nên mua vào, và chạm cái vùng kháng cự thì khi nào chúng ta nên bán ra. Thì đây là một cái video mà khá quan trọng trong cái việc mà anh chị xác định được cái điểm mua vào hay xác định cái điểm bán ra để chúng ta tối ưu hóa cái lợi nhuận khi chúng ta tham gia thị trường. Do đó thì nếu anh chị nào mà cảm thấy rằng là nó chưa hơi khó hiểu thì anh chị có thể xem lại cái video này nhiều lần, và nếu mà có cái vấn đề gì cần mà được giải đáp thêm ấy, thì anh chị có thể để lại comment ở trong những cái trong fanpage, thì Linh sẽ hướng dẫn anh chị rõ hơn để chúng ta để giải đáp cho anh chị những câu hỏi hay những thắc mắc của anh chị. Ví dụ đây chúng ta thấy gas sau các vùng hỗ trợ này chạm vào gas bật tăng trở lại. Đây chúng ta nhìn đến cây nến này này, thì khi chúng ta đọc được những cái nến này chúng ta sẽ có biết được cái những cái ưu thế
ta sẽ biết được cái bên bên mua bên bán nó đang họ đang có hành xử như thế nào, để chúng ta xác định được một cái điểm mua vào hợp lý cho chúng ta. Ví dụ gas vùng giá này chúng ta hoàn toàn có thể mua vào giá trên 92, 93 này, đúng không ạ? Thì đó, khi mà chúng ta phân tích được cái nến ấy, thì trong trước đó Linh có một cái bài viết chia sẻ về cái kỹ năng đọc đọc nến, anh chị có thể tham khảo lại cái bài viết đó để chúng ta nắm nắm rõ hơn về 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 cái phân tích nến. Đó là một cái rất quan trọng để chúng ta xác định được cái hành vi của bên mua bên bán trên thị trường. Rồi, cảm ơn anh chị đã theo dõi cái video ngày hôm nay. Chúc anh chị sẽ rút ra cho mình được một vài cái kiến thức hay kỹ năng để giao dịch sau cái video này. Và nếu anh chị có cái thắc mắc hay có phần nào mà còn chưa hiểu, anh chị có thể để lại comment bên dưới video thì Linh sẽ giải đáp thêm cho anh chị. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh chị trong các video chia sẻ kiến thức, kỹ năng giao dịch lần sau. Cảm ơn anh chị.